tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh ô tô 360 trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato. Đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đã đăng ký năm 2016 và đã chạy được hơn 5 vạn km rồi ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về một chiếc xe Kia Cerato 2.0 này ạ. Đây là phiên bản Kia Cerato 2.0 nên Kia đã trang bị cho chiếc xe Cerato này là một động cơ 2.0 lít và là động cơ xăng đi kèm hộp số tự động. Là bản 2.0 nên chiếc xe cũng đã trang bị lên rất là nhiều option, đầy đủ option hết rồi ạ, gọi là full option hết rồi ạ. Từ nội thất da, la răng đúc, vô lăng thể thao tích hợp tất cả các phím điều khiển và sang số thể thao cũng được tích hợp trên vô lăng ạ. Và ghế là ghế điện, ghế chỉnh điện 8 hướng và có chế độ là nhớ ghế, gương gập điện, gương chỉnh điện và gập điện hết rồi ạ. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start stop, khởi động bằng nút start stop đấy, và điều hòa tự động, điều hòa auto hai vùng độc lập. Và xe cũng đã được trang bị đầu DVD với màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện ạ, tích hợp camera lùi. Và chiếc cũng đã được trang bị cảm biến trước và sau ạ, và có chế độ tắt cảm biến trước sau. Chiếc xe này còn rất là mới vì mới chạy được hơn 5 vạn km thôi, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp. Và biển thành phố chúng tôi đã rút biển rồi ạ, cho nên bây giờ quý vị các bạn về đăng ký về Hà Nội cũng không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905608883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là hơn 500 triệu đồng thôi. Vì là bản 2.0 nên chiếc xe này có giá là hơn 500 triệu đồng. Nếu như bản như là bản 1.6 thì chiếc xe này rẻ hơn. Nếu như bản 1.6 thì chiếc xe này có giá chỉ ở dưới 500 triệu đồng thôi. Nhưng là vì bản 2.0 nó full đồ như thế này và chiếc xe nó còn đẹp như thế này thì chúng tôi đang bán với giá là hơn 500 triệu đồng thôi. Và tại cửa hàng chúng tôi còn đang rất là nhiều những chiếc xe cùng phân khúc ở cái dòng xe Kia này. Ví dụ như Kia K3 hoặc là Kia Cerato 2018 cũng có này. 2016 chúng tôi đang có màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Đây là chiếc xe màu nâu vàng. Và cùng 2016 chúng tôi đang có những màu khác nữa. Nếu như quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tô Hữu thì không những quý vị và các bạn được xem xe và lái thử chiếc xe này mà quý vị và các bạn còn được xem rất nhiều xe và được lái thử những chiếc xe khác cùng phân khúc này. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để được đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi cập nhật ạ. Chúng tôi là kênh chuyên mua bán và trao đổi những chiếc xe ô tô cũ, cho nên là chúng tôi mua chiếc xe ô tô cũ nào về là chúng tôi sẽ làm clip và chúng tôi sẽ up lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Nếu như quý vị và các bạn đăng ký kênh và kích vào nút chuông ấy, tức là quý vị rung chuông thì quý vị và các bạn sẽ được nhận những thông báo của chúng tôi. Khi chúng tôi có những clip mới nhất, chúng tôi cập nhật những clip mới nhất thì nó sẽ báo cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn cùng xem. Nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe ô tô cũ thì quý vị và các bạn theo dõi kênh của chúng tôi thì quý vị và các bạn cũng đón nhận được tất cả những clip, đón nhận được tất cả những chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về chúng tôi up lên đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn nhớ like clip và đăng ký kênh của chúng tôi để đón nhận những clip mới nhất ạ. Và nếu như quý vị các bạn muốn sở hữu chiếc xe Kia Cerato 2016 phiên bản 2.0 màu nâu vàng này thì xin quý vị các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem chiếc xe này trực tiếp, muốn lái thử chiếc xe này trực tiếp thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Những chiếc xe chúng tôi quay lên đây, như ví dụ như chiếc xe này chúng tôi quay lên đây thì chúng tôi cam kết là chiếc xe còn nguyên bản, chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước. Nếu như quý vị các bạn mua chiếc xe này rồi mà về quý vị các bạn đã phát hiện ra là chiếc xe này đã đâm đụng, chiếc xe này đã ngập nước thì quý vị các bạn mang chiếc xe này lại cửa hàng chúng tôi sẽ nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị các bạn.
Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đồng hành với kênh ô tô 360 trong thời gian vừa qua. Và quý vị và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi cập nhật lên kênh ô tô 360 này. Và tại cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tô Hữu thì còn rất nhiều chiếc xe khác nữa cùng phân khúc, kể cả là những phân khúc SUV hay là những chiếc xe bán tải hay những chiếc xe hatchback chúng tôi cũng đang đều có cả. Quý vị và các bạn đang quan tâm đến xe ô tô cũ, đang muốn sắm cho gia đình của mình một chiếc xe mà giá cả nó phải chăng, tiết kiệm tiền thì quý vị và các bạn tìm đến những chiếc xe cũ thì quý vị và các bạn tìm đến địa chỉ của ô tô 360 chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu thì quý vị và các bạn đã được xem và tìm hiểu được rất nhiều các loại xe rồi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến xe ô tô cũ thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để được sở hữu những chiếc xe ô tô mới nhất, chiếc xe ô tô cũ và những chiếc xe ô tô cũ mà còn đẹp nhất thì ạ. Chúng tôi luôn cam kết là những chiếc xe chúng tôi đem bán cho quý vị và các bạn là những chiếc xe còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Nếu như quý vị và các bạn mua về mà quý vị và các bạn phát hiện ra chiếc xe này đã đâm đụng, đã ngập nước thì mời quý vị và các bạn đem xe lại cửa hàng chúng tôi sẽ nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành với kênh ô tô 360 của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.